thị trường hôm nay thì nấu ngay thì cũng trung bình thôi. Khách thì năm nay đi thưa hơn năm rồi. Tôi bán thương lái không à, vì lái lại đây nó mua không à, chứ không có đi. Lái các chỗ hết á, có khi ngoài Đà Nẵng nữa, rồi ở Kiên Giang, rồi thành phố.